Hi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Sáng giờ mình bận dẹp mấy cái chỗ nuôi cá của mình lại nè các bạn. Mới xong á. Hiện tại thì mấy cái hùng phi ở đây mình đem mình về vô kia trơn rồi. Bây giờ thì cái chỗ này nó khá là rộng rãi thoải mái rồi đó. Với lại ở đây mình có bố trí thêm cái lưu nữa. Để chừng nữa mình nuôi cá ba đuôi, cá chép đồ ở trong đây nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn. Hồi lúc trước mình nuôi mấy con cá ba đuôi, cá chép trong cái hùng mớp đó kìa. Cái có mấy bạn bình luận nói là nuôi ở trong cái chỗ đó chặt quá. Mình thấy cũng không chặt gì mấy mà sao các bạn nói chặt ta. Cái hùm mướp đó cỡ 50 lít rồi chứ không ít. Nhưng mà nuôi có 7-8 con mà sao chặt được. Nhưng mà các bạn nói chặt thì mình cũng nghe chặt luôn các bạn ơi. Bởi vậy chừng nữa mình nuôi mấy con cá trong đây mà các bạn nói chặt nữa thì mình cũng lại luôn á. Để bây giờ mình sẽ tiến hành thả cá vô cái lưu này nha. Lúc gài mình gọng mấy con cá đó trong cái lưu nhỏ đó kìa. Mình để nuôi tạm trong cái lưu đó vài ngày á. Bây giờ để mình bắt ra cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ bắt bọn cá này ra cho các bạn xem nha. Bắt lên hồ bự nuôi. Chứ để mấy bạn nói quá trời nói rồi. Đây là mấy con cá mà mình chuẩn bị thả vô cái lu mới nè các bạn. Hiện tại thì mình đang ngâm bọn này trong cái nước xanh xanh nè. Các bạn biết nước xanh xanh này là gì không? Nước xanh xanh này là xanh metilen đó các bạn. Mỗi lần mà mình thả cá vô hồ mới thì lúc nào mình cũng tắm cái bọn cá qua xanh metilen một tí rồi mình mới thả vô hồ mới để mà cho nó diệt trừ mấy cái vi khuẩn rồi. Lỡ con cá mình nó có mầm bệnh, bị nấm, bị sâu vẫy gì thì ngâm vô xanh metilen thì nó sẽ diệt trừ nha, làm cho cái hồ nuôi mới của mình nó sạch hơn, ít mầm bệnh hơn. Mình thả cá với lại là cái nước xanh metilen vô cái hồ này luôn. Tại cái nước xanh metilen này nó cũng bay hơi nhanh lắm các bạn. Các bạn thấy nước này nó xanh xanh chứ ngày mai là nó trong lại hả? Nên là mình cũng không có cần lượt ra làm gì, mất công lắm. Mới thả vô có một tí mà nó dạng chưa các bạn. Mình vũ tay mà nó lại nó kiếm ăn rồi nè. Chắc con bọn này nó đói bụng lắm rồi đó. Mà cá ba đuôi với cá chép thì lúc nào nó cũng vậy chân các bạn. Nó háo ăn lắm. Vũ tay là nó lại nó kiếm ăn à. Bây giờ để mình kiếm mớ thức ăn thả vô cho nó ăn rồi quay lại cho các bạn xem nha. Ngộ nha, mỗi lần mà mình nói mình cho nó ăn rồi quay clip cho các bạn xem á thì không có con nào lên chứ các bạn. Nó bỏ thức ăn xuống nè, khi nào nó ăn được nó ăn nha. Cái bọn này nó ngộ thiệt chứ, nhưng nó biết mình quay nó rồi cái nó ngại nó không lên hay sao á. Còn lúc nãy á thì mình cũng quay nó luôn nhưng mà mình không có nói quay cho các bạn xem thì nó lên quá trời lên luôn. Còn bây giờ thì không có con nào lên ăn hết. Cái đám cá này nó chơi mình rồi, không được rồi đó nha. Trở lại với mấy con cá bị bệnh thì hôm nay còn có 3 con các bạn. Một con thì nó đã đi lên tiên rồi. Cái con mà hôm qua mình nói nó bị nặng á, cái con nó bị nặng thiệt sự luôn, không có cách nào mà trị khỏi cho nó được đâu. Bây giờ mà có qua đà mà xuống trị cũng không khỏi nữa, bị quá trời nặng, đường nào mà trị được. Bây giờ thì còn có 3 con à, cứu được bao nhiêu thì cứu nha mọi người. Cái con này mình đoán nè, mình dự đoán là ngày mai nó đi nữa nè, chứ cứu không nổi đâu. Hôm nay thì cái dãy nó quá trời sầu rồi. Nó sầu giống như là cái này kêu là gì ta, giống gì ta. Thôi nói chung là nó bị sầu vẫy rất là nhiều luôn á. Bị nặng như thế này thì khó mà cứu chữa lắm. Mình cũng chỉ gán gán thôi. Hết được thì hết, không hết được thì thôi. Còn hai con này thì mình nghĩ có thể cứu khỏi. Cái con này thì hết rồi nè. Một lát nữa thì mình sẽ bắt thả nó vô lô luôn. Còn cái con này thì cái vẫy nó còn sầu sầu một tí. Để mình chữa trị với con này. Bây giờ thì mình sẽ bắt cái con hết bệnh ra, thả nó vô lô nha các bạn. Tại hôm nay mình thấy nó cũng khỏe lắm rồi. Cái con này là hết bệnh rồi nè. Bắt nó ra. Các bạn biết mình thả vô hồ kiến chi không? Để mình tắm đó các bạn. Mình tắm xanh metilen cho nó một tí rồi mình mới thả vô cái lưu nuôi chung cộng đồng được. Chứ để mà nó có mầm bệnh nó lây mấy con kia là mấy con kia toi luôn. Tắm cho nó một tí rồi thì bây giờ mình sẽ bắt nó thả vô lưu nha các bạn. Ok. Đấy, sướng. Bây giờ thì có thể bơi thoải mái với đồng bọn rồi. Còn hồi lúc gài mình trị bệnh cho nó cái mình để nước thấp quá mà đâu có được bơi thoải mái giống vậy. Gán sống khỏe nha mày, đừng có bị bệnh nữa đó. Mày mà bị bệnh nó trị cho mày cũng cực mà tao cũng cực luôn. Còn cái đống thuốc dư này thì mình sẽ đổ vô đây trị bệnh cho hai con này luôn nha. Tận dụng thuốc cũ để làm thuốc mới luôn. Bây giờ thì mình sẽ thêm tetraxylin nữa là xong. Đây, thêm cho nó một viên tetraxylin nữa nha các bạn. Gió hổi quá trời gió. Cái vấn đề thuốc với lại chữa trị là mình lo cho nó hết trơn rồi đó. Còn bây giờ cái việc hết bệnh là chỉ có nó thôi. Nó có muốn hết bệnh hay là không. Hết bệnh được thì hay, còn không hết bệnh được thì thôi. Chứ biết làm sao giờ. Theo trị bệnh cho cái con này cũng lâu rồi đó. Bệnh gì đâu mà dai thiệt luôn á. Còn cái con cá lá hán bự này thì mình sẽ bỏ tạm vô cái lưu này nha mọi người. Tại cái hùng phi mình dẹp rồi nên là đâu có còn cái chỗ nào để nuôi cá lá hán này nữa đâu. Bỏ nó ở tạm trong cái lưu này thôi. Rồi chừng nữa mình bố trí cho nó cái chỗ nuôi sau. Hồi lúc nãy mình dẹp mấy cái hùng phi cái mình gặp con gích này nè các bạn. Con gích này nó có màu đen đỏ, khác với con gích mà mình đang nuôi. Với lại là nó cũng nhỏ hơn con gích mà mình đang nuôi rất là nhiều nữa. Các bạn có thể thấy nè, con gích bên đây thì gích mini có chút xíu, con gích bên đây gích khổng lồ siêu chà bá luôn. Hiện tại thì cái con gích này nó cũng đang gần ngẫm rồi các bạn, sắp ngẫm rồi. Nên là mình nuôi nó cũng không được đâu. Nuôi con này không được thì mình sẽ bắt đầu cho con cá tai tượng của mình ăn nha. Đây, đó. Ẩm mắc tiêu luôn rồi. Mới bỏ xuống cái mắc tiêu. Con cá này nó ăn cũng ghê thiệt. Thấy vậy chứ cái con này tốc độ ăn mồi của nó cũng như cá la hán vậy đó. Ăn nhanh lắm. Cái hồ cá săn mồi của mình thì hôm nay nó mất thêm con cá bóng tượng nữa các bạn. Hôm qua còn 3 con, hôm nay mất 1 con nữa là còn có 2 con à. Để bây giờ mình bắt nó ra nha.
Như vậy là xong rồi đó. Cái hồ này còn có hai con bóng tượng à. Mà hai con bóng tượng này nó cũng đang trên bờ vực sắp quy tiền rồi các bạn ơi. Hai con này thì nó đang núp ở trong cái ống nước này nè. Mình quay không có thấy cho các bạn xem. Nhưng mà mình nhìn ở ngoài thì mình biết da dẫy nó cũng gặn hết nhớt rồi các bạn. Mấy cá lậu kiến này nó chơi ghê gớm thiệt. Mới có mấy ngày mà nó hút nhớt nó tanh bành té bẻ mấy con bóng tượng luôn á. Rồi không biết hai con cá bóng tượng trong cái hồ này nó sẽ đi về đâu đây. Bệnh nấm, bệnh vi khuẩn gì á thì còn biết cách trị, lấy thuốc để mà trị. Còn cái này nó bị tụt nhớt rồi biết trị nó bằng cái gì đây. Bó tay luôn á. Cũng khá là lâu rồi mình chưa có thay cái lót chuồng cho mấy con leo bát cái cô này. Thì hôm nay mình thay cái lót chuồng sẵn đây, mình quay lại cho các bạn xem luôn ha. Khá lâu không thay lót chuồng, với lại cũng khá lâu chưa cho mấy con này lên clip nữa. Thì hôm nay cho nó lên clip một bữa luôn. Đầu tiên này thì để mình lấy hai cái chuồng này ra trước. Xong đó đến chén nước, chén canxi. Xong rồi cái giấy này. Giấy này mình để vô cho nó ị trong đây á, nó không có bị dơ các bạn. Nhưng mà sao nó không ị trong giấy mà nó ị ở ngoài không à. Còn con giấy này chết sình luôn nè, giấy chết khô luôn rồi. Thôi để mình bắt hai con này ra, mình lấy nước mình rửa cái hũ này luôn các bạn ơi. Cái hũ này quá dơ rồi. Lấy nước đổ vô đây rửa cho nó thiệt sạch. Mỗi khi rửa khô không mà hôm nay rửa nước luôn. Bỏ hai con hàng lằn ở trong đây đi. Để bây giờ mình đổ nước vô đây rồi mình rửa cho nó sạch cái chuồng nuôi của con leo bấy cái cô này lại. Chứ dơ quá, dơ thiệt sự luôn ấy. Mình đã rửa cái hộp này sạch xong rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lót nền cho nó nha. Lót dễ vô. Trời ơi, nước nhẹp hết trơn luôn rồi. Nó ướt hết trơn rồi, mình lót thêm miếng nữa cho nó khô hết các bạn. Bỏ vô thêm miếng nữa. Lần này mình chơi sen luôn, mình chơi hai miếng mà chơi giấy A4 mà giấy trắng luôn, không có miếng mực luôn á. Sau đó thì bỏ hai con này vô. Đây, chung ghe con ơi. Nó không chịu chung ghe các bạn nên là mình phải dỡ cái hộp này ra. Đấy. Bỏ thêm cái hàng chú này vô nữa. Bây giờ sẽ là bỏ chén nước vô nha. Đây, bỏ đây. Chén nước xong rồi đến chén canxi các bạn. Rồi, bỏ đây. Bỏ kế chén nước. Thôi bỏ xa xa chén nước ra một tí đi ha. Chứ để một hồi con này nó vũ nước qua, cái nó làm đặc canxi lại á. Đây là cái hũ canxi mà mình sử dụng cho nó nè các bạn. Mất tiêu cái muỗng rồi trời. Đây cái muỗng ở dưới các bạn. Tưởng đâu mát không chứ. Tưởng đâu ai vô đây lấy ăn cắp cái muỗng canxi của mình. Cho nó một muỗng như thế này ha. Xì ke nè. Bỏ vô. Mọi người nói cứ để cái chén canxi đó là cái con này khi nào nó thiếu canxi và nó lại nó liếm rồi các bạn. Nhưng mà mình thấy nó có liếm gì đâu. Mỗi tuần thì mình thay chén canxi cho nó một lần. Mà mỗi lần mình thay thì mình thấy cái số lượng canxi nó cũng như cũ rồi, chứ nó cũng chả có hao hụt gì mấy. Nên là mình nghĩ cái mấy cái con này nó không biết ăn canxi đâu các bạn. Bởi vậy một lát nữa mình cho bọn này ăn thì mình sẽ thả bọn dưới vô canxi trước ha. Lâu lâu thì mình sẽ bổ sung canxi cho nó một lần theo kiểu đó. Bây giờ để mình ra mình bắt về con dưới cho bọn này ăn cái đã. Đây là mấy con dế mà mình bắt chuẩn bị cho cái bọn này ăn nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nhúng bọn dế này vô canxi nè. Gọi chung vô, nhảy vô chén nước rồi. Phải bắt nó ra nữa nè. Cái gì đâu ở ngoài không nhảy, nhảy vô chén nước chị không biết nữa. Rồi xong, bốn con dế còn sống cày cày luôn nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô đây cho cái bọn này nó tự săn để cho các bạn xem nó săn mồi nè. Đó. Con này đã săn mồi một con rồi. Đến con này. Có vẻ như là cái con này nó ăn nhiều hơn cái con màu trắng á các bạn. Cái con màu vàng của mình nó ăn nhiều hơn. Nên là cái bụng nó ú nu luôn nè. Để mình bắt cái con này ra cho các bạn xem. Các bạn có thể so sánh hai con này nè. Cái con màu vàng á thì cái bụng nó rất là bự luôn. Còn cái con màu trắng thì cái bụng nó nhỏ hơn nhiều. Hình như là cái con màu trắng này nó bị kén ăn các bạn. Nên là nó ăn khá là ít. Ăn ít rồi cái nó phát triển cũng ít luôn. Nên là nó phát triển không có bằng cái con màu vàng này. Bây giờ là ban ngày á, ánh sáng mạnh nên là mấy con này nó cũng săn mồi không có tốt nữa. Nên là thôi đi nha các bạn, mình sẽ đậy lại cho nó ngủ. Còn mấy con dế này á, thì đến tối bọn này nó sẽ ra nó săn mồi. Bây giờ thì mình sẽ đậy lại đem nó đi cắt thôi. Ở đây mình mới rửa xong cái chậu này nè các bạn. Cái chậu này mình mới lượm bên hông nhà nè. Cái này thì làm cái bể hy sinh nuôi mấy con cá bóng mắt tre là quá là ok luôn. Mấy cái con cá bóng mắt tre thì hôm trước mình nuôi ở trong cái keo này nè các bạn. Cái keo này thì bây giờ nó đã quá tàn tạ rồi. Nó thấy gớm quá. Lát nữa thì mình sẽ làm một cái hồ hy sinh rồi nuôi mấy con cá bóng mắt tre này ở trong đây ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm thôi.
tạm thời hôm nay mình chỉ trồng ba cái cây nhỏ như thế này thôi. Rồi ngày mai nước trong rồi cái thì mình kiếm thêm mình trồng vô cho nó sinh động thêm người. Với lại ngày mai nước trong giống vậy nè thì mình mới thả cá vô được. Chứ nước nó đen xì thì gớm như thế này mà thả cá vô nó ngấm nó chọc trời hết luôn à. Hôm nay thì mình để cái chậu này ở đây cho nó yên tĩnh đi. Còn ngày mai clip sau thì tính tiếp ha. Ở đây thì mình có mấy cái hạt sỏi nè các bạn. Hạt sỏi này nhìn cũng đẹp đẹp đó. Để bây giờ mình thả vô cái hồ thủy sinh này cho nó sinh động thêm tí ha. Bỏ mấy cái cục đá màu vô nhìn khác lạ liền ha các bạn. Nhìn đẹp lên liền. Nói chứ cái hồ cá mà nước trong với lại có cá bơi lội trống là đẹp rồi các bạn. Khỏi cần trang trí gì nhiều hết trơn á. Tại mấy cái cục đá này mình có thì mình bỏ vô luôn cho nó nhiều nhiều một tí. Nhìn cái hồ mình có nhiều thứ, nó lạ mắt. Chứ bỏ mấy cái cục đá này vô cũng chả giúp ích gì cho mấy con cá với lại cho mấy cái cây hy sinh của mình đâu mọi người. Nên là các bạn nuôi cá bình thường thì khỏi bỏ cũng được. Các bạn bỏ vô để trang trí mà có khi nó còn xấu hơn nữa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ dừng clip này tại đây nha các bạn. Quay chi nhiều đúng không? Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình á. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.